người mở đường. Giá bạn này, mấy bạn nhỏ này đều thế. Đây, tí nữa bọn em chụp xem tay nó có gãy không. Anh đang nghĩ là nó có vấn đề xương thôi. Để em sẽ cho bạn lấy chút ít quang để kiểm tra xương đấy xem sao. Nhưng có gãy xương hay là tổn thương mô bền. Thank you.